Chào anh chị và các bạn. Hôm nay thì Tự Do Chứng Khoán quay lại với quý anh chị và các bạn một cái chương trình, đó là chương trình QMA, tức là nghe và trả lời các câu hỏi của quý anh chị em và các bạn. Trong thời gian gần đây thì có một số quý anh chị em và các bạn hỏi rằng là tại sao kể từ sau Tết Dương Lịch tới bây giờ thì thanh khoản thị trường thì không thấy có dấu hiệu của sự tăng trở lại, và càng ngày thì sau mỗi phiên thì thanh khoản của thị trường có phần là eo uột và giảm so với cái giai đoạn trước đó. Thì thưa quý anh chị em và các bạn, thì vấn đề mà của thị trường chứng khoán trong tất cả các giai đoạn của gần như là tất cả các năm trước đây, thì giai đoạn từ gọi là Tết Dương Lịch, tức là mùa Noel, tới gần Tết Âm Lịch, thì thông thường thì thanh khoản của thị trường thường hay có cái dấu hiệu của câu chuyện là dậm chân tại chỗ hoặc là có khuynh hướng sẽ giảm. Lý do nào nó lại dẫn đến cái câu chuyện đó? Thì thưa với quý anh chị em và các bạn, 2016-2017 có một điểm khác biệt khá là lớn tại các ngân hàng thương mại Việt Nam là thanh khoản về cuối năm. Thì không biết vì lý do gì cụ thể thì chúng tôi chưa có số liệu. Tuy vậy thì cái việc căng thẳng thanh khoản là không có trong 2 năm 2016-2017. Tuy vậy thì sang năm 2018, cái sự lặp lại của các ngân hàng thương mại về việc có đôi chút căng thẳng về mặt thanh khoản giai đoạn cuối năm, và đặc biệt là giai đoạn chốt số liệu vào ngày 31 tháng 12, từ ngày 20 tới 31 tháng 12 năm 2018, thì có lại cái dấu hiệu của câu chuyện căng thẳng thanh khoản. Chúng tôi đang và đã hỏi rất nhiều các cái đầu phân tích để tìm kiếm xem nguyên nhân tại sao riêng hai năm 2018 thì lại có một chút của sự căng thẳng thanh khoản. Thì được trả lời chủ yếu đến từ một số cái thông tư liên quan tới cái việc là nâng cái tỷ lệ sử dụng cái huy động ngắn hạn cho vay dài hạn, và cần phải trả lại một cái trạng thái cân bằng bình thường theo cái quy định mới. Do đó thì nó dẫn đến cái câu chuyện dòng tiền của các ngân hàng có một chút ảnh hưởng. Tuy vậy thì điều đó cũng chỉ là một lý do. Phần lớn vào những thời điểm cuối năm, mùa Noel và chốt Tết Dương Lịch, thì thông thường thì những năm từ 2012 tới 2015 thì đều có cái chuyện căng thẳng thanh khoản chung của hệ thống ngân hàng. Lý do là dòng tiền tại các ngân hàng luôn có cái sự dịch chuyển theo cái hướng nó là sẽ chảy về lại các ngân hàng, giống như kiểu là các ngân hàng cần phải chốt số liệu để đưa ra cái mùa báo cáo kết toán năm 2018. Từ đó thì chúng ta sẽ không khó để nhận ra rằng không chỉ lĩnh vực chứng khoán mà cả lĩnh vực bất động sản cũng đều chịu chung cái số phận, cái ảnh hưởng của cái câu chuyện là dòng tiền sẽ bị rút về các ngân hàng. Tuy vậy có người lại đặt ra câu hỏi là nếu như vậy thì sau ngày 31 tháng 12, tức là sau cái ngày chốt sổ, thì rõ ràng là dòng tiền khi được chốt xong số liệu thì có khuynh hướng sẽ trở lại thị trường. Tại sao sau ngày 31 tháng 12 thì khối nhà đầu tư nước ngoài sau kỳ nghỉ lễ Noel cũng như là nghỉ Tết Dương Lịch thì đã quay lại thị trường, đã có những cái dấu hiệu mua dòng trở lại. Tuy vậy thanh khoản vẫn không tăng lên đáng kể, và thị trường thì mặc dù trong những phiên gần đây thì hò theo cái khí thế cái tăng giá của thị trường chứng khoán Mỹ cũng như là thị trường chứng khoán toàn cầu thì có sự dịch chuyển tăng giá trở lại. Tuy vậy thanh khoản thì không thấy có cái sự tăng lại nhiều và đáng kể, thì nó đến ngoài cái lý do thứ nhất là về thanh khoản trong giai đoạn cuối năm Dương Lịch. Thì có một lý do mà anh chị em và các bạn phải lưu tâm rằng là đặc điểm của người khu vực châu Á và đặc biệt là người Đông Á thì có một cái khuynh hướng. Và chúng ta cái văn hóa này nó được học hỏi và nó được phát triển từ người Trung Quốc. Tức là thông thường thì người Trung Quốc có một cái thói quen, đó là trước người, bởi vì chỉ người Đông Á và đặc biệt là người Trung Quốc thì có ăn Tết Nguyên Đán, tức là ăn Tết âm lịch. Và trong cái việc làm ăn kinh doanh của người Hoa Kiều và một số nước khác có ảnh hưởng văn hóa của Hoa Kiều thì có khuynh hướng sẽ rút tiền về trước Tết Nguyên Đán, tức là trước Tết âm lịch. Họ có một cái quan niệm liên quan đến câu chuyện, tức là tiền sẽ vào cuối năm và tiền sẽ ra vào đầu năm. Tức là gần cuối năm thì các hoạt động thanh toán, các cái hoạt động mua bán từ bất động sản, chứng khoán, các khoản đầu tư của người Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc thì có phần là chậm lại và có phần là sẽ tất toán, trả nợ và rút về. Thì thưa với anh chị em và các bạn, thì trong năm 2017-2018
thì rõ ràng chúng ta không khó để nhận ra rằng là cái dòng vốn đầu tư về vào bất động sản của Việt Nam cũng như một số cái dòng vốn gián tiếp thông qua các cái kênh đầu tư, ví dụ như người Thái Lan, ví dụ như là Hồng Kông, Singapore, Đài Loan và đặc biệt là Trung Quốc đại lục thì đã đầu tư vào Việt Nam. Có một số cái số liệu thống kê thì nó chiếm một cái tỷ lệ không hề nhỏ một chút nào, đặc biệt là số liệu thống kê do Saview Việt Nam thống kê trên thị trường bất động sản. Thì cái khuynh hướng của câu chuyện rút tiền về từ đầu năm mới dương lịch tới cận kề với Tết âm lịch, Tết Nguyên đán năm nay được cho là bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 2 năm 2019 tới ngày mùng 10, khoảng tầm là mùng 12 tháng 2 năm 2019. Như vậy là trước Tết thì cái dòng tiền sẽ ở một cái trạng thái là có thể sẽ cầm chừng, và càng cận kề với Tết âm lịch, hôm nay thì khoảng đâu đó là sang đầu tháng 12 âm lịch rồi, thì từ giờ tới cận kề Tết thì dòng tiền sẽ có khuynh hướng giảm dần. Đây là kinh nghiệm thực tế của nhóm chúng tôi cũng như là những cái kinh nghiệm được rút đúc kết nhiều năm. Thì sát ngày Tết âm lịch thì thanh khoản thị trường có thể sẽ giảm về mức 80 triệu tới 100 triệu một cổ phiếu một ngày. Đó cũng là nguyên nhân thứ hai dẫn đến thị trường rất khó, mặc dù giá có thể dịch chuyển theo hướng tích cực kể từ phiên ngày 6 tháng 1 tới ngày hôm nay, bắt đầu sang tuần sau là ngày 14 tháng 1. Thì có thể thị trường sẽ vẫn dịch chuyển theo hướng đi ngang tích lũy và có khuynh hướng của xu hướng đi lên. Tuy vậy thanh khoản sẽ khó có thể tăng được từ giờ tới Tết âm lịch. Đó là cái việc mà chúng tôi muốn giải thích thêm với quý anh chị em và các bạn để chúng ta hiểu được nguyên nhân tại sao lại có câu chuyện đó. Điểm thứ ba mà điểm đặc biệt quan trọng của các quỹ đầu tư lớn và một số nhà đầu tư có vốn hóa lớn trên thị trường, họ không vội vàng. Thứ nhất là Tết âm lịch sắp tới. Thứ hai là cái hạn cuối cùng của việc là đàm phán thương mại Mỹ Trung thì nó là hạn cuối của 90 ngày đình chiến là ngày mùng 1 tháng 3 năm 2019, tức là vừa sau Tết dưa âm lịch của chúng ta là sẽ là cái hạn chót. Thì từ giờ tới cái hạn chót đó thì liệu cái đàm phán thương mại Mỹ Trung có đi đến một cái kết quả tốt hay không thì chúng ta còn phải chờ thêm. Do đó thì các nhà đầu tư lớn, đặc biệt là các quỹ nội và một số quỹ ngoại lớn thì họ cũng vẫn dè chừng trong cái câu chuyện là đàm phán thương mại Mỹ Trung thất bại và Donald Trump sẽ tăng thuế từ 10% lên 25% với 200 tỷ hàng hóa mà đã đánh trước đó. Đó là điều rất e ngại đối với tất cả các quỹ đầu tư lớn và các phòng phân tích của các công ty chứng khoán lớn theo cái tham khảo gần đây về cái báo cáo Vietnam Macro, rồi tức là báo cáo kinh tế vĩ mô và báo cáo kinh tế ngành của một số công ty chứng khoán lớn ở Việt Nam, đặc biệt là công ty chứng khoán được rất nhiều nhà đầu tư đón đọc, đó là chứng khoán BSC đã ra báo cáo về kinh tế vĩ mô thì cho rằng là cái rủi ro tiềm ẩn lớn nhất cho năm 2019 không cái nào khác ngoài cái cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung có thể sẽ kéo dài và dai dẳng. Bởi vì cái cuộc chiến này không chỉ đơn thuần là sự san phẳng về thuế quan mà nó còn liên quan tới các nhiều vấn đề khác về sở hữu trí tuệ, liên quan tới các vấn đề về sức ảnh hưởng của khu vực, của Mỹ tại khu vực và rất nhiều các vấn đề mà người Mỹ đang đòi những ưu sách cho người Trung Quốc. Đó là điều mà cái rủi ro này thì nhiều nguy cơ nó sẽ còn kéo dài, nó dẫn đến cái câu chuyện các cái dòng tiền lớn có khuynh hướng là dè chừng. Tuy vậy thì với cái tích cực của kinh tế vĩ mô Việt Nam cũng như là sự thúc đẩy mạnh cũng như là chính phủ chúng ta thì đang có một cái gọi là cái khí thế gọi là hừng hực trong cái chuyện là tăng trưởng GDP xếp ở top đầu, thúc đẩy kinh tế, thúc đẩy phát triển, thúc đẩy rất nhiều các vấn đề thì có thể sẽ xoa dịu bớt đi những cái lo ngại cho năm 2019. Và cũng như nhiều video gần đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị em và các bạn, có thể thị trường sẽ chưa dịch chuyển sâu, giảm sâu hơn so với cái mức thấp nhất gần đây là 860 được xác lập vào ngày 5 tháng 1 năm 2019. Tuy vậy thì thị trường của chúng ta cũng khó có thể tăng mạnh ngay trong giai đoạn sắp tới. Do đó thì sự dè chừng đáng cần là hiện nay là cần thiết đối với các nhà đầu tư cá nhân. Để kết thúc cái video này thì anh chị em và các bạn nếu được hãy ủng hộ bằng một cái like, chia sẻ video và đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video mới mỗi ngày. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ duy trì cái chương trình là nghe và trả lời, tức là quý anh chị em và các bạn sẽ đặt những câu hỏi xin được gửi về câu lạc bộ tự doanh chứng khoán a@gmail.com hoặc là để lại
cái comment về câu hỏi phía dưới thì chúng tôi sẽ lọc những câu hỏi cần thiết để trả lời quý anh chị em và các bạn, phục vụ cộng đồng. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một chương trình tiếp theo. Thân ái chào, hẹn gặp lại.